Bồ Tát Tịnh Căn, Bồ Tát Tinh Hoa,
tấn hành vô lượng hành nguyện. Quyền hành phương tiện đi khắp mười phương, làm cả công đức và pháp tàng của chư Phật, rộng ráo giải thoát nguyện chúng sanh ở vô lượng thế giới đồng chứng Phật quang. Rời cung trời đó xuân giáng sinh vào cung vua, bỏ ngôi vị mà xuân gia khổ hạnh hồng đạo thì hiện thuận theo thế gian phạm đem xuân định huệ hàng phục ma oan đắc pháp vi diệu thành bằng tối chân nha người trời quy ngưỡng chuyển bánh xe pháp đem pháp mầm vàng ngộ viền não lắm mau tam dục gốc sạch câu ế hiến bày đức thánh tình điều phục chúng sanh tuyên thuyết diệu ly tính công lụy đức gây tạo phương điền đem pháp dược cứu liệu ca khổ ba cõi làm phép quan đảnh thọ ký bồ đề giáo hóa bồ tát nên làm a xà lê biểu thị vô biên công hạnh thành hạ thục vô biên thiện căn cho hàng bồ tát vô lượng chư phật đồng đến hộ niệm trong tất cả cõi phật đều có thể thì như vậy như nhà ảo thuật biến ra ca thành hạ tướng nhưng ca hình ấy không có thật tương bằng Bồ Tát này cũng là như vậy đã không đạt tăng tướng của chúng sanh cũng dường chư Phật giác dẫn quần sanh hoa hiện cả cơn máu như ánh chớp và tan lưới chấp toan vậy ràng buộc qua khỏi qua vị thanh văn bích chi chứng nhập ba pháp không vô tướng vô nguyện theo lập phương tiện thiên thị ba thường đối với hàng trung hạ tăng thì hiện có duyên độ chứng đắc vô sanh vô diệt vào sau thiền định được vô lượng trăm ngàn pháp tống trì ngộ nhập hoa nghiêm tam muội chứng trăm ngàn tổng trì tam muội vẫn trụ số trong thiền định thấy rõ vô lượng đứng vào khoảnh khắc đi thăm cõi phần được biện tài của phần vào hạnh nguyện vô hiện thông đà tiên nói ca chúng sanh cai thì thật tương vũ trụ vừa gọi ca pháp thế gian tâm thường nguyện độ thoa chúng sanh gọi vời vạn vật tùy ý tự tại với lung đạo phàm phu làm bạn không tính vân giữ pháp tạng nhiệm màu Như Lai hồ đề giống Phật kiến không dựng phát rộng lòng thương xót hữu tình nói lời từ ái trao phàm nhãn đông đường an mở cửa lành đối với chúng sanh biểu hiện cởi mở cứu giúp phò trợ mong độ chúng sanh đến bờ giang ngộ quyết được vô lượng công đức trí huệ sáng suốt không thể nghĩ bàn vô lượng vô biên đại bồ tát như vậy đồng đến phá hội lại có 500 vị tỳ kheo 7000 vị ưu bà tắc 500 vị ưu bà di và chư thiên cõi dục cõi sắc cõi phạm chúng đồng đến giữa đại hội phẩm thứ ba đại giáo nguyên khởi bây giờ đứng thế tôn hiện trăm ngàn sắc tướng oai quang sáng chói như gương sáng sành chiếu rõ và pháp tôn giả năng liền tự suy nghĩ ngày nay đứng thế tôn hiện sắc tướng nghiêm
chỗ ngồi đứng dậy kịch áo bài hương. Quỳ gối chắn tay bành đứng phân rằng bạch đứng Thế Tôn hôm nay Thế Tôn vào đại tịch định an trụ trong pháp đặc biệt an trụ trong pháp hành tối thân của chư Phật. Qua hiện về lai Phật Phật nhớ nhau Thế Tôn vì nhớ chư Phật quá khứ chư Phật vì lai này nhớ chư Phật hiện tại phương khác vì sao lại có hoài thần hiển diệu thù đạt như vậy vui xin đừng Thế Tôn chỉ dạy bây giờ đứng Phật bảo tôn giả mời hỏi điều vi diệu như vậy. Lời thưa hỏi của ông hôm nay công đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần nhiều kiếp bố thí cũng dường các bậc ngã la bích minh chi Phật cùng chư thiên nhân loại và các loại bò bay xuân đồng trong một thiên hạ. Vì sao vậy? Chứ thiên nhân loài và tất cả hàm linh đời sao đều nhớ lời hỏi của ông hôm nay mà đường độ thoát này a nan Như Lai vì lòng đại bi vô tận thương xót ba cõi nên xuân hiền ở đời tuyên dương giáo pháp là muôn cứu bậc quần sanh đem lợi ích chân thật khó gặp khó thấy như hoa ưu đàm hiếm khi xuân hiền lời hỏi hôm nay của ông lời in rất lớn a nan nên biến đi chánh gia của Như Lai rất có suy lượng không gì chướng ngại được có thể trong một niệm an trụ vô lượng kiếp không và các cánh không có sanh diệt. Vì sao vậy? Định huệ của Như Lai thông đã vô cùng tối thân tự tại với tất cả pháp ma nàng hãy lắng nghe theo nghĩ nhớ đó ta sẽ vì ông phân biệt giải rõ phẩm thứ tư pháp tăng nhân địa này a nan ở vô lượng vô số kiếp về đời quá khứ lâu xa có đức phật xuất thế hiệu là thế gian tự tại vương Như Lai ứng cùng đàn tranh giác minh hành tung thiên thể thế gian giải vô thường sẽ đều ngự trường vô thiên nhân sư phật Thế Tôn đứng phần đó trụ thế hóa độ 42 kim vì hàng chư thiên và nhân loại mà thuyết giảng kinh pháp bây giờ có vị vua tên là Thế Phật thuyết giảng đạo lý tâm sanh hoan hỷ lãnh ngộ liền phá tâm vô thường chân chánh bèn cao ngôi vua theo Phật xuất gia làm sa môn hiệu là Phạm Tạng tu hành Bồ Tát đứng hạnh cao siêu trí huệ giọng mạnh thâm tịnh ly giải đệ nhất lại có hạnh nguyện thù thắng định huệ tăng thường kiến cố mong động tu hành tinh tấn đến trước đinh phần đành lệ tùy gối chắp tay tán thán phật đại thề nguyện nói kể rằng thân Như Lai vi diệu đoan nghiêm thế gian không ai sanh kịp được sáng ngời vô lượng khắp mười phương nhật nguyện hóa châu lũ mờ cả một âm thanh tùy loại hữu tình thấy thông yêu lại hay hiền sáng thân đẹp
rõ nguyện con thành Phật, có tiệm tốt đưa Pháp âm đến vô biên cõi, thuyền dương Pháp giới định tinh tấn. Thông đà rộng sâu pháp nhiên màu trí huệ rộng lớn như biển cả, nội tâm thanh tịnh dân trừ trần lao ra hẳn vô biên đường án thu mau đến bồ đề bờ cứu cánh vô minh tham sân đều dứt sạch tuyệt hẳn vọng hoàng đất tam muội như vô lượng phần đời quá khứ làm đại đạo sư cánh quân sanh hay cứu tấn ca sự khổ não sanh già bệnh chết của chúng sanh thường tu vô thì nhớ nhân nhờ tinh tấn định huệ sáu ba la ưu tình chưa độ kiến đưa độ kẻ đã độ rồi kiến thành Phật giả sư cúng dường hằng xa thanh không bằng kiến dòng cầu chánh giá nguyên an trụ vào tam ma địa hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi chạm đến được vào nơi thân tịnh thụ thân trang nghiêm không ai bằng chúng sanh luân hồi trong các cõi mà về cõi con hưởng an la thường vẫn từ tâm cư kiên cố tu. Xin Phật thánh tri chứng biết cho dù cho thân nát trong càng khổ nguyện tâm như vậy thề không mà thôi. Phần thứ năm chi tâm tịnh tâm pháp tạng tỳ kheo nói bài kệ này rồi liền bạch Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn con này tu hành Bồ Tát đã phát tâm vô thượng chánh giác giữ nguyện làm Phật tấn được như Phật nguyện Đức Phật vì con rộng giảng kinh pháp con xin phụng trì như pháp tu hành dứt sạch gốc khổ sanh tử mau chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác nguyện khi con thành Phật trí huệ sáng xuống hào quang sáng chói tiếng tâm đủ cổ lan khắp mười phương trời người cho đến chúng sanh sanh vào cõi nước con đều thành Bồ Tát nguyện con lập đây tất cả đều hơn cả cõi Phật khá có đường chẳng đứng Phật thế gian từ tại vương liền nói với phàm tăng rằng thí như có người lượng nước biển trải qua nhiều kiếp còn có thể đến đây người đã hết lòng cầu đạo tính tấn công dương quyền sẽ được kinh qua vậy thì nguyện gì mà chẳng thành người từ suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tự được coi phần trang nghiêm viện tu hành như thế người nên tự biết với việc thân tịnh coi phần người nên tự nhiếp pháp tạng bạch rằng bạch Đức Thế Tôn điều ấy quá sâu rộng không phải cảnh giới của con hiểu được cuối xin Đức Như Lai ứng chánh biên trì đồng nói vô lượng uy diệu cõi nước của chư Phật khi con được nghe các pháp như vậy rồi suy nghĩ tu tâm thể niệm con mới được viên mãn đừng vào thế gian từ tài vương viêm rõ chí nguyện sâu rộng của pháp tàng liền nói công đức nghiêm tình rộng lớn viên mãn cõi nước của hai trăm mười ức Đức Phật đúng theo tâm nguyện ông mong muốn trải qua ngàn ức năm bây giờ pháp tàng
của trời người suy rường rộn rào. Chuyên tâm chọn lựa các thanh đại nguyện tinh cần cầu tiến kinh cần duy trì tu tâm công đức đầy đủ năm kiếp ở nơi hai mươi mốt vô số cõi Phật công đức trang nghiêm. Rõ ràng thông số thanh một nữ Phật khi đã tu tâm rồi lại đến cho cuối Như Lai Thế Từ tại vương cuối đau lại xa chân nhiễu Phật ba vòng rồi đứng yên chắp tay bạch đức Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn, con đã thành từ viên mãn hành nguyện trang nghiêm thanh tịnh Phật đức Phật nói lành thay này chính phải lúc ông nên nói rõ để mọi người vui mừng. Cũng để đại chúng nghe rồi được nhiều lời lớn có thể ở cõi Phật đó tu tập nhiếp thọ tròn đủ vô lượng đại nguyện. Phạm thứ sáu Bạch đứng Thế Tôn, cuối xin đứng Thế Tôn thường xót nghe cho con nêu chứng được vô thượng Bồ Đề. Thành đàn chánh gia rồi coi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn, không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh các loài nếu có chúng sanh trong ba đường ác. Cho đến từ địa ngục sanh về cõi con thọ giáo pháp của con tâm thành A Nậu Đa La Tam Miêu Tam Bồ Đề không đo lại ba đường ác đường. Được như vậy con mới làm Phật, nếu không được như nguyện thể thông thành vô Phật, chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con. Thân tướng sắc vàng rồng đủ 32 tướng có đồ tướng đại trưởng phu đoan nghiêm chánh trừ tất cả đồng một dung nhan, nếu có to sâu hình thế sai biệt thể không thành chánh giác. Khi con thành Phật ca chúng sanh sanh về cõi con, biết rõ vô lượng kiếp trước thấy rõ những việc thiện ác đã làm, nghe rõ sự việc khắp mười phương cả ba đời cứ lai hiện tại. Nếu không được như nguyện thể thông thành chánh giác, khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con đều được tha tâm trí thông, biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vàng ưng cõi Phật, nếu không như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con được thần thông tự tại ba la mật đa trong khoảnh khắc, nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật để cúng dường thể không thành chánh giác. Khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con xa lìa tâm phân biệt ca căn tịch tình, nếu chẳng an trụ trong định tụ đến đại niết bàn về không thành chánh giác. Khi con thành Phật có quang minh vô lượng chiêu tâm mười phương chư Phật gấp ngàn vạn ứng lần ánh sáng của nhật nguyệt, nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lạc. Khởi từ tâm làm điều lành sao sanh
con thành Phật sống lâu vô lượng vô số thanh văn, và trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng giả như chúng sanh ở ba ngàn thế giới. Thành bằng duyên gia trải qua trăm ngàn kiếp để tính đêm, nếu biết được số lượng ấy thề không thành chánh giác. Đồ của con thề không thành chánh giác. Khi con thành phần chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, hết lòng tin tưởng, nếu có điều lành nào tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con cho đến mười niệm. Nếu không được vãng sanh thề không thành chánh giác, ngoài trừ những kẻ phạm tội ngu nghịch vì ban chánh pháp, khi con thành Phật chúng sanh cấm mười phương nghe danh hiệu con phát tâm Bồ Đề tu các công hạnh, hành sáu ba la mật kiên cố không lùi lại, đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con một lòng nghe đến con ngày đêm không dứt. Đến khi mạng chung con cùng thánh chúng Bồ Tát liền đến tin đón, khoảnh khắc sanh về cõi con được bất thôi chuyện, nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành và chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nước con phá tâm Bồ Đề kiên cố không thối lui, trong các căn lành hết lòng hồi hướng sanh về cực lạc, đều được hỏi ý nếu có an nghiêm đời trước nghe danh hiệu con, hết lòng sám hối làm ca điều lành lại trì kinh giữ giới nguyện sanh về nước con, mạng chung không lãng vào ba đường ác, liền sanh về nước con. Nếu không được như vậy thề không thành chánh giác, khi con thành Phật nước con không có phụ nữ. Nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con thanh tịnh tin tưởng phát tâm Bồ Đề chán ghét nữ thân, mang chung liền hóa thân nam tử sanh về nước con. Cả loài chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nước con đều hóa sanh trong hoa sen thất bảo, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con vui mừng tin tưởng lễ bái quy mạng, đem tâm thanh tịnh tu hành Bồ Tát chư thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con sau khi mạng chung được sanh vào nhà tôn quý ca căn đầy đủ thường tu thụ thân phạm hạnh, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nước con không có tên ba đường chúng sanh, sanh vào nước con đều nhất tâm trụ vào chánh định, không còn nhiễm não tâm được mất men, thường thọ an lạc như tỳ kheo lầu tận. Nếu con khởi tư niệm tham đắm thân sao thề không thành chánh giác, khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con đường vô lượng căn lành
thân thể vững chắc như kim cang bất hoại, thân mình đều có hào quang chiếu sáng, thân tựu anh thầy trí huệ biện tài không cùng tầng. Rồng nói ca pháp bị hiểu dạng kinh thuyết pháp tiếng như chuông vàng, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con quyết chẳng đến bậc nhất sanh bổ sư, trừ khi phát nguyện rộng lớn trở lại độ sanh giáo hóa hữu tình. Nguyện phát tin tâm tu hành Bồ Tát hành nguyện phổ hiền quý sanh vào thế giới các hành lìa a tu hoặc tích tuệ pháp nghe pháp hay hiện thần túc tùy tu tập. Thầy đều biết mà nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Thì con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con, nếu muốn ăn uống y phục hay các đồ cần dùng tùy liền đến. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật vàng vàng không coi nữa, con đều trang nghiêm thân tình sáng chói hình sáng thù tăng vì diệu, không thể tả xiết dù có thiên nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp. Về hình sáng hình tương lòng lấy và số lượng chúng sanh ở đó vân vân, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật vô lượng cây cánh trong cõi nước con cao trăm ngàn, gió tuấn cây làm đào tràng cao bốn trăm vạn dặm, các bậc Bồ Tát trung phẩm cùng có thể biến rõ, nếu muốn thấy các cõi thân tình trang nghiêm của chư Phật. Tuy ở nơi cây bao cũng được thấy rõ vàng tưởng như xem trong gương, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật gọi nhớ rộng rãi nghiêm tình sáng chói như gương chiếu khắp vô lượng vô số bóng ca từ thì thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh thấy rồi sanh tâm hiểu, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật cùng tôn dưới đất trên đến hư không, tất cả vạn vật cung điện lầu các ao nước hoa cây vân vân trong nước đều do vô lượng bảo hương hiền thành hương thơm sông cấm mười phương thế giới, chúng sanh ngửi được đều tu Phật hạnh, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật các bậc Bồ Tát trong mười phương coi Phật nghe danh con rồi đều được thánh tình giải thoát vô đăng tam mùi các môn tổng trì vào tam ma địa cho đến thành Phật tuy ở trong đình. Thường cung dường vô lượng vô biên chư Phật Phật không mong đền y, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật các bậc Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh con rồi chứng ly sanh pháp được các môn đà la ni, thanh tịnh hoan hỷ an trụ trong thế tướng bình đẳng tu Bồ Tát hành đầy đủ trí đức mà không chứng được ba nhận nơi Phật pháp, mà không chứng được bậc thôi
Phẩm thứ bảy quy tánh chánh nhân này á nan, bây giờ thì khe pháp tạng phá nguyên rồi liền đọc bài cũng con làm mà nguyện hơn đời tất đến đạo vô thượng niệm này nếu không toại thế không thành chánh giác lại làm đại trí chủ cứu khắp kẻ cùng có kiến các quần sanh kia đêm dài không ưu não phá sanh các căn lành thành tựu quả bồ đề con nèo thành chánh giác lấy tên vô lượng thọ chúng sanh nghe danh này sanh về cõi đứa con kim sắc như Phật thương tốt thấy viên mang cũng đêm tâm đại bi lời ích ca quan sanh ly dùng sau thiền định tình huệ tu phan mạnh nguyện đem trí huệ sang chiêu khắp mười phương cõi tiêu trừ ba độc hại cơ cõi ca anh nạn dính sanh khổ diệt hết phiền não an khai sáng mắt trì huệ chứng được thân quang minh đông hết ba đường ác mở rộng các cửa lành vì chúng khai tàng pháp rộng thì bao công đức tri vô ngại như Phật làm các hành tự mẫn đạo sư ca trời người anh hùng khắp ba cõi tuy quang từ hồng rộng độ các hữu tình viên mạng lời pháp nguyên tất cả đều thành phần nguyện này nếu thành tự đại thiên phải chân động ca thiên thần trên công mưa xuống trân diệu hoa này a nan tỳ kheo pháp tạng nói bài tụng này rồi mặt đất chấn động sáu các cánh hoa trời rơi khắp mâm nhà thự rọi không trung vang lời khen quyết chất thành vô thượng chánh giác phẩm thứ tám tinh công lưỡi đinh này a nan phan tàng tỳ kheo ở trước như lai thề từ tại vương và giữa đại chúng trời người pháp hoàn thế rồi an trụ trong huệ chân thần dòng mạnh tinh tâm một hướng chuyên tâm trang nghiêm cõi nước xây dựng Phật quang rộng lớn siêu việt thắng diệu kim lập vĩnh viễn tuyệt không hư hoài không biên đổi trong vô lượng kiếp vuông trồng đứng hằng không khởi tương dục ba đồng chẳng đắm sau trần chỉ chuyện nhớ nghĩ chư phần thuở quá tư đã thu căn lành hành hành tình tình xa lìa luôn nhối chừng để môn làm ca không đức không nề ca khổ ít muôn biểu đủ chuyên cầu pháp thân tình đem mân huệ lợi ích quần sanh chi nguyện không mọi thành tựu các nhận đối với ưu tình nói lời từ ái vui về hòa diệu khuyên dù kích lệ cũng kính tam bảo phụng sự sự trương không giả dối đền nó nghiêm trang đứng đắn khuôn phép những mực quan pháp như huyền tam môi thương tình giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người giữ gìn thân nghiệp không mất ngoài nghi giữ gìn ý nghiệp thân tình không nhiễm nếu có quân thành sớm làm quyên thuộc căn bảo không sanh tham trước hằng hành bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí huệ sáu ba la mật giao hòa chúng sanh an trụ đạo vô thượng chánh giác do thành thục các căn lành như vậy nên sanh đến chỗ nào tự nhiên cảm ứng có vô lượng thọ báu
Phật làm trưởng giá cư sĩ. Hào hiệp tôn quý hoàng làm sáng lời quân vương kiến luận thánh vương hoàng làm vua trời cõi lục dũng cho đến phạm vương cùng kính cung dường chư Phật chưa từng gián đoạn. Nhưng công đơn như vậy chẳng thể kể hết, miệng thường có hương thơm như hương chiên đàn, hương thơm hoa sen hương thơm ấy xong khắp vô lượng thế giới. Phàm sanh ra chỗ nào sẵn thương cũng đoan im đủ ba mươi hai tướng tô tám mươi nè đẹp tay thường xuân sanh cho bao vô cá đồ cần dùng đẹp để coi thường để lời làm hữu tình. Do nhân duyên ấy kiến vô lượng chúng sanh pha tâm ma nào đa la tam miếu tam bồ đề phần cơ chiến thanh cơ biến mạng này lời diêm ta đã chỗ phát thề thành tự viên mãn như thần an trụ cụ túc trang nghiêm ngoài đức rộng lớn thanh tịnh cõi phật được tôn giá nan nghe đức phật nói lời đấy rồi cũng kính thưa rằng bằng đức thế tôn phàm tam bồ tát Mô Đề là đã thành Phật và nhập diệt rồi hay chưa thành Phật hay đã thành Phật hiện ở thế giới cảm đức Thế Tôn nói đức Phật như lai kia đến không chỗ đến đi không chỗ đi không sanh không diệt không có quá hiền vị lai chỉ có một nguyện độ sanh hiện ở cách diêm phù đề này mười vạn ư cõi phần thế giới đó gọi là cực lạc. Phàm tạng thành phần hiểu là A Di Đà thành phần đến nay đã mười kiếp hiện đang thuyết pháp có vô lượng vô số chung Bồ Tát thân văn cũng kính vậy quanh. Phẩm thứ mười điều nguyện làm Phật lúc Đức Phật nói A Di Đà Phật khi làm Bồ Tát viên mãn hành nguyện rồi A Xa Vương tử cùng với 500 trường giả biết được đều rất vui mừng. Mỗi mỗi cầm một bó hoa băng vàng đến trước Phật đảnh lễ và dâng hoa xong ngồi nguyện rằng khi chúng tôi thành phần đều như Đức Phật A Di Đà. Đừng Phật biết tâm nguyện của họ bảo các tỳ kheo rằng các vương tử này sau sẽ thành phần đời trước khi con tu hành Bồ Tát trải qua vô số kiếp đã cúng dường. 400 ưng đức Phật thời Phật Ca Diếp họ là đệ tử ta nay lại đến cung dường ta ca tỳ kheo nghe đức Phật nói đều rất vui mừng. Phẩm mười một cõi nước im tinh này a nan cõi cực là kia có vô lượng công đức đầy đủ trang nghiêm tuyệt không có danh từ khổ nạn a khu mà nào cũng không có bốn mùa nóng lạnh sang tôi không có sông biển lớn nhỏ gò nóng hầm hố gai công đa sỏi núi thiên phi núi tu di đất đa núi non chỉ là tự nhiên bằng bảy báo vàng rồng làm đất
đất rộng đai. Bằng phẳng không có hàng lừa kỳ diệu tu lê thánh tịnh trang nghiêm thù thắng hơn tất cả thế giới khắp mười phương tôn giá đang nghe rồi thưa Phật bạch đừng thế tôn nèo cõi đó không có núi tu gì thì tứ thiên vương và và vô sắc nương vào đâu tôn giá a nan thưa bạch đức thế tôn do nghiệp lực tạo nên không thể nghi bàn lừa đức phật hỏi a nan bấm thư vì nghiệp ông có thể biết chẳng quả bao thân ông mà bấm khả thư vì nghiệp bao chúng sanh cùng bấm khả thư vì căn lành của chúng sanh bất khả tư nghị thanh lực chư Phật thế giới chư Phật cũng bất khả tư nghị đặng được chúng sanh công đức thiện lực tru hành nghiệm địa và thần lực chư Phật cũng đều như vậy cả tôn giả. Phẩm mười hai ánh sáng chiếu khắp này a nan ngoài thần và quang minh của Phật A Di Đà tối tôn để nhất quang minh của chư Phật khác không sánh kịp quang minh này chiếu khắp hàng xa coi Phật ở phương đông tây nam bắc trên dưới và bốn phương phù cũng lại như vậy hào quang trên đánh chiếu xa một hai ba bốn do tuần hoàng trăm ngàn vạn ứng do tuần hào quang cán đứng và các hoàng chiếu đến một hai coi Phật hoặc trăm ngàn coi Phật chỉ có hào quang đức Phật A Di Đà chiếu khắp vô lượng vô số vô Phật tự có hạng lương quang minh đơn Phật A Di Đà sáng chói gấm bồi trăm ngàn vạn lần ánh sáng nhưng nguyện tôn quý trong cả ánh sáng nên Phật vô lượng thọ cũng yêu là Phật vô lượng quang Phật vô biên quang Phật vô ngại quang Phật vô đăng quang tịnh quang Phật hoan hỷ quang Phật giải thoát quang Phật an ổn quang Phật siêu nhật nguyệt quang Phật bất tư nghị quang quang minh này chiếu khắp mười phương thế giới chúng sanh nào gặp được quang minh này thì tội tiêu diệt điều lành phá sanh tâm ấy hòa diệu đều ở tam độ chiều vô thấy được quang minh này liền được dừng khổ mãn chúng được giải thoát chúng sanh nào nghe được ngoài thần công đức quang minh này ngày đêm khen nói chi tâm không nghĩ tùy theo ý nguyện được sanh về cực lạc phẩm mười ba thọ mang đại chúng đạt năng lực
lực tự tại có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay. Trong hàng đệ tử ta đại một kiện liên có thần thông bằng nhân trong một ngày đêm biết hết số lượng chúng sanh của tất cả tinh cầu trong đại thiên thế giới và sự chúng sanh trong mười phương. Tất cả đều chứng qua duyên giác mỗi mỗi duyên giác thọ vàng ức năm có thần thông như một kiện liên đem hết trí lực suốt đời cũng không tính đến được ngàn vàng phần cũng không bằng một số phần tăng văn trong phần hội kia. Vì như biển lớn sâu rộng vô biên nếu lấy một sợi tóc trẻ làm trăm phần tán ra thành bụi rồi lấy một hộp bụi ấy thấm một giọt nước biển nước nơi bụi tóc ấy so với biển cả chẳng lấy gì nhiều này á nan ca vì một kiện liên tay còn biến được số lượng còn nước nơi bụi tóc so với biển cả không thể tính được thọ mạng của phật và thọ lượng chúng bồ tát thành văn thiên nhân ở cõi ấy cũng như vậy không thể lấy toán số thì dù mà biết được. Phòng mười bốn cây bao khắp nước cõi nước cần là có nhiều cây bao có cây thuần băng vàng hoàng thuần bạc lưu ly thủy tinh hổ quắc mỹ ngọc mã não hoặc do một thưa máu mà thành hoàng do hai ba cho đến bảy báo xen nhau hiện thành gông thân cành do báo này thành hoa lá quả do báo khác thành có cây gốc bằng vàng thân bằng bạc lưu ly làm càng thủy tinh làm ngon hô phất làm lan mỹ ngọc làm hoa mã não làm quả lại có cán cây do bảy báo xen lẫn nhau làm gốc thân cành lá hoa quả mỗi báo có hàng hàng khác nhau hàng hàng thân nhau thân thân xây nhau cành lá hướng nhau hoa quả xứng nhau màu sắc rực rỡ tươi đẹp không thể tả xiết khi gió lay động phá ca âm thanh vi diệu các hàng cây bao ấy cùng khắp trong cõi nương. Phẩm mười lăm bồ đề đạo tràng cây bồ đề nơi đạo tràng cao bốn mươi vạn dặm chu vi rộng năm ngàn do tuần cành lá bốn phía hai mươi vạn dặm do các báo tự nhiên hiện thành hoa quả sum sê chói sáng cùng khắp lại có ca ngọc ma ni hồng lục xanh trắng và các bao quý nhất kênh thành chuỗi trang hoàng ca cột báo vàng ngọc chuông cánh treo khắp nơi lưỡi vọng trân diệu trăm ngàn vàng sáng dần mắt trên không vô lượng tia sáng vàng chiếu lẫn nhau rắn vi diệu tân ca trang nghiêm tùy càng cõi Phật âm thanh du dương hòa nhà tối tăng bậc nhất hơn các âm thanh ở mười phương thế giới. Nếu chúng sanh nào thấy được cây bồ đề nghe tiếng người mùi nên trái chạm được ánh sáng nghi đến công đức của cây thì sao tăng thanh tình không có náo loạn trụ vào bấm coi chuyển cho đến khi thành phần
Nếu thầy được cái ấy thì được ba nhẫn, một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Này à nan, hoa quả cây cối và các chúng sanh cõi Phật ấy làm cảm Phật sự như vậy, là do sân ngoài thần ban nguyện đầy đủ kiên cố cứu cánh của Phật vô lượng thọ vậy. Phẩm 16 nhà cửa lầu gác chén đường tỉnh xá lộ quán lan can nơi coi Phật vô lượng thọ cũng do bay bao tự nhiên hóa thành lại có bạch châu ma ni sáng sáng chói không mì được cung điện của Bồ Tát cũng lại như vậy. Nơi đó có chỗ giảng kinh tụng kinh thọ kinh nghe kinh đi kinh hành trên đấng tự đạo và tòa thiền trên không trung cùng có chỗ giảng tụng thọ thân kinh hành những vị tự đạo và tòa thiền là Bậc đã chứng tu đã hòa